lấy mạng đền ơn, không oán không hối hận. Miêu Miêu vốn là một chú mèo quay. Lần đầu Lý Tiên Sinh phát hiện là nó đang nằm trong góc cầu thang tòa lầu của chủ nhà. Khi đó trời đang mưa rất to. Bà con mèo con này đang nằm co ro trong góc, mình mãi ướt mềm run lẩy bẩy. Trời mưa to thiệt. Ra là có một con mèo quang còn nhỏ vậy mà bị người ta giết đi, tội nghiệp quá. Đôi mắt đáng thương của mèo con khiến Lý Tiên Sơn không nỡ rời đi. Thế là ông quyết định mang nó về nhà nuôi. Tiểu Gia Quả à, mày có đồng ý theo tao về nhà không? Đi thôi. Cả nhà Lý Tiên Sinh đều yêu thích chú mèo con này, đặc biệt là cô con gái của Lý Tiên Sinh. Em đặt cho con mèo nhỏ một cái tên nghe rất hay, Miêu Miêu. Bây giờ em đã là thành viên trong nhà của chúng mình rồi. Chị là chị của em, em phải ngoan nha, biết chưa hả? Miêu Miêu ngoan lắm. Miêu Miêu, Tiểu Lợi, đây là tên con đặt cho con mèo hả? Dạ, ba thấy sao? Rất hay phải không? Ừ, cái tên này cũng hay. Sau này, Miêu Miêu chính là thành viên trong gia đình của mình. Miêu Miêu đến ở nhà Lý Tiên Sinh khiến cho gia đình ông có thêm nhiều niềm vui. Nó rất hiền lành, ngoan ngoãn và đáng yêu, chưa từng cào phá đồ đạc trong nhà. Hả? Vợ ơi, em mau ra xem nè. Miêu Miêu còn giúp anh thài dép lại nữa nè. Miêu Miêu làm việc đó hoài. Có khi em nói muốn đọc báo, nó liền giúp em ngậm tờ báo lại. Miêu Miêu rất là thông minh. Trước giờ anh có thấy qua con mèo nào giống như vậy chưa? Con mèo trước cứ cào rách đồ đạc trong nhà mình thôi đó. Nghe em nói thế, nghĩ lại quả đúng như vậy. Miêu Miêu nhà mình thật là quá hiểu chuyện. Mới đó mà đã đến mùa hè tháng 2, thời tiết năm nay đặc biệt nóng. Nóng đến nỗi khiến tâm trạng của Lý Tiên Sinh đều bị ảnh hưởng, dễ bực bội, ngay cả Miêu Miêu cũng tỏ ra bồn chồn bất an. Cả ngày cứ kêu meo meo không ngừng, còn dùng móng cào trầy hết kệ tủ mới mua. Thời tiết cái quỷ quái gì mà nóng chết đi được. Đúng đó anh, giờ mới là tháng 6 thôi, sao lại nóng đến vậy không biết nữa. Miêu Miêu, tự mình đi chơi đi, trời nóng quá, ta không có ôm mày được đâu. Miêu Miêu, đừng có kêu nữa, trời nóng thế này thật là khiến người khác bực bội. Mày còn ở cạnh kêu suốt ngày nữa, đi, đi chỗ khác chơi. Trời nóng quá, đừng có dựa vào tao. Ý, tiếng gì kêu vậy? Hình như tiếng phát ra trong phòng của con gái. Miêu Miêu đáng chết. Cái tủ chúng tao vừa mới mua bị mày cào ra thế này rồi hả? Không được chạy, mày còn chạy. Mày xem mày đã làm gì tốt đẹp nè. Miêu Miêu, không được chạy. Hôm nay tao không ném mày ra đường không được mà. Mẹ ơi đừng mà, sao mẹ có thể đuổi Miêu Miêu ra ngoài vậy? Con nhìn đi, cái hộp tủ cha mẹ mới mua cho con, Miêu Miêu đã cào rách rồi. Được rồi em ạ, đừng tức giận nữa. Anh nghĩ chắc tại hôm nay trời nóng quá, Miêu Miêu thấy nóng nảy nên mới cào rách cái tủ thôi mà. Dạ phải đó mẹ, chúng ta cũng có lúc tâm trạng không có được vui, huống chi là Miêu Miêu mà. Mẹ tha cho nó một lần đi có được không mẹ? Được rồi. Miêu Miêu, mẹ đã tha thứ cho em rồi. Em qua đây đi, không sao đâu. Miêu Miêu, tao nói cho mày biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cho mày. Nếu lần sau mày còn dám cào phá đồ đạc trong nhà, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Miêu Miêu, sau này em đừng có nghịch ngợm nữa nha chưa. Em coi kìa, em cào hư hết cái tủ mới mua của chị rồi. Tối hôm đó, con gái của Lý Tiên Sinh cũng như mọi hôm ngủ cùng với Miêu Miêu. Đột nhiên, đến nửa đêm, từ phòng ngủ của cô bé truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đau quá, ba mẹ
chuyện gì vậy? Hình như là tiếng của Tiểu Lợi đó anh. Lý Tiên Sinh và vợ vội vàng đến cửa phòng con gái, nhìn thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh của con gái có rất nhiều vết cào dài, mà trên gối Miêu Miêu thì đang kêu quáng loạn lên. Tiểu Lợi, chuyện này là sao vậy con? Mẹ, Miêu Miêu, Miêu Miêu cào con. Hả? Con mèo đáng chết này, mau, mau bắt nó lại đây. Hôm nay tao phải đánh chết mày mới được. Còn muốn chạy hả? Còn muốn chạy, xem tao đánh chết mày nè. Thôi bỏ đi em, xem ra nó không muốn ở lại cái nhà này nữa. Chúng ta cứ thả cho nó đi đi. Mày đi đi, sau này đừng trở về đây nữa. Nhưng thật không ngờ khi Miêu Miêu ra ngoài cửa, còn đột nhiên quay lại cào vào chân Lý Tiên Sinh một cái. Ây da, đau quá. Máu chẳng mấy chốc đã chảy ra ngoài. Con mèo đáng chết, tao có lòng tốt muốn giữ mày lại nuôi, mày lại lấy quán báo ơn. Xem hôm nay tao không đánh chết mày không được mà. Con mèo này điên rồi, hôm nay phải đánh chết nó mới được. Cả nhà Lý Tiên Sinh đuổi theo Miêu Miêu, chỉ thấy Miêu Miêu dừng lại một nơi góc thù thai, cười chứ không chạy đi ngay. Dường như nó cố ý chọc tức mọi người. Mày đừng đắc ý, đợi tao bắt được mày, nhất định không cho mày yên đâu. Cả nhà Lý Tiên Sinh đuổi từ trên lầu xuống dưới lầu, lại từ dưới lầu đuổi ra đến con hẻm nhỏ, mà Miêu Miêu thì cứ chạy không ngừng, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại, không hề có dấu hiệu chạy đi ngay, mà cứ giữ một khoảng cách nhất định. Cha mẹ ơi, con chạy không nổi nữa. Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa, để nó đi đi, coi như chúng ta gặp xui xẻo. Anh cũng chạy không nổi nữa rồi, chúng ta phải về nhà thôi. Nhưng ngay khi cả nhà Lý Tiên Sinh quay đầu ủ rũ quay trở về nhà, Miêu Miêu lại chạy trở về, nhắm vào chân của bà Lý, ra sức cào một cái. Ây da, con mèo chết tiệt, hôm nay không đánh chết mày tao thầy không bỏ cuộc. Không lâu sau, cả nhà Lý Tiên Sinh đuổi theo đến con đường lớn. Lúc này, Miêu Miêu cuối cùng cũng đã hết hơi, hết sức, nằm bất động, thở hổn hển bên đường. Tao xem mày lần này chạy đi đâu. Bà Lý vô cùng giận dữ, lấy cục gạch dùng hết sức đập vào Miêu Miêu. Miêu Miêu ngay cả rên rỉ một tiếng cũng không kịp đã chết. Chính ngay lúc đó, trên trời bỗng nhiên lóe lên một tia sét xanh lè. Tiếp đến, dưới chân lắc lư rung chuyển không ngừng. Sau đó, một tiếng nổ ầm long trời lở đất, nhà cửa trên đường sụp đổ, bụi bay mờ mịt. Không xong rồi, là động đất. Xảy ra động đất rồi, mau ngồi xuống. Hả? Là Miêu Miêu. Là Miêu Miêu cứu chúng ta. Nó cảm nhận được động đất sắp xảy ra, nên mới nghĩ ra cách này, dẫn dụ chúng ta ra khỏi nhà đó. Sao có thể như thế? Sao có thể như thế được? Thì ra là mày cứu chúng tao hả? Miêu Miêu, tao xin lỗi. Namo Amida Phật.